Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn chi tiết massage phần đầu. Trước khi lên phần đầu, mình cần phải rửa tay sạch nè, chấm tinh dầu vào lòng bàn tay cho thơm. Rồi mình bắt đầu làm mình làm khô nha. Đó. Con đường thứ nhất. Nhớ là massage đầu mình nên đi các ngón tay mình bám sát vào da đầu. Các bạn quan sát trước nha, mình đặt cái vị trí chỗ này gần huyệt màng tang. Xoay tròn 4 vòng. Dịch lên, mọi người quan sát trước nè. Dịch lên dần tới đỉnh đầu. Đó, đó là động tác thứ nhất. Thì mình đi qua một lần cho mọi người xem. Rồi mình hướng dẫn chi tiết nè. Bám sát vào da đầu và xoay tròn da đầu nè. Hai tay đều nhau. Hai tay hai bên đều nhau. Bên phải, tay bên phải nè, cũng như tay bên trái. Bám sát thì cái camera mình ở hướng bên phải đúng không? Hướng bên phải nè. Mọi người xem ha, bên trái cũng giống nhau nha. Bám sát về da đầu chạy nè. Con đường thứ nhất mình đi hai lần nè. Đó. Mỗi điểm mình đặt á, là 4 lần. Cái vùng này mình cần tập trung mình xoay 4 vòng. Vùng này mình không cần tập trung mình xoay 3 vòng. Đây mọi người quan sát xoay nè. Rồi dịch lên. Cứ dịch lên khoảng một mắt tay hoặc mắt rưỡi tay thôi. Dịch lên theo hướng này và lên trên đỉnh đầu. Đỉnh đầu mọi người đi như thế này nè. Mình đi ở trên tóc cho mọi người xem nè. Bám sát vào, ấn, nhích vòng tròn. Ấn sâu vào, nhích vòng tròn. Đó, cho nên mọi người chú ý bám sát vào da đầu đi. Và da đầu chạy, chứ ngón tay không chạy. Nó giống như gì nè. Đây, hãy tưởng tượng đây là da đầu đúng không? Khúc phần trán nè. Cô da chạy nè. Bám sát rồi nè, da chạy nè. Chứ ngón tay không được chạy. Đây. Tất cả bám chặt vào phần da đầu á, rồi tay chạy. Một, chạy mà ở mức độ căng da luôn. Căng cái da luôn nè. Hướng cái vòng tròn căng luôn, mình mở rộng luôn. Đó, như vậy nè. Chết không được, như vậy là tay chạy. Còn cái này là cố định, bám sát cố định, ấn huyệt sâu vào và xoay tròn. Xoay tròn ở mức độ căng luôn, căng tối đa cái phần da luôn. Có nhiều đầu khách á, mình không có căng được nhiều thì nó như thế này. Thì mình chạy như thế này. Ha. Cho nên bám sát vào dầu mình đi thôi. Đây mọi người quan sát nè. Hai tay mình đi giống nhau nha. Xoay tròn. Nơi này là nơi mình tập trung nhiều nè. Thì mình sẽ đi 4 vòng. 1, 2, 3, 4. Dịch lên dần. Đi chậm thôi nha. Chậm. Tư thế của mình cũng vậy. Hãy khép nách vào. Chân trước chân sau. Ngã người tới xoay tròn. Rút người về xoay tròn ngược lại ha. Xoay tròn về chứ bên. Rồi, đó là con đường thứ nhất. Con đường thứ hai là mặt này. Ở trên nè. Mọi người xem nè. Đó, cũng xoay tròn nè. Nhích lên. Xoay tròn. Mọi người cố gắng cân bằng lực hai tay. Cân bằng nhau, giống nhau. Và xoay tròn. Và nhớ là luồn vào chân tóc. Chứ đừng có níu trên chân tóc. Đây là trên chân tóc nè. Trên tóc nè. Đi gì thì tóc nó sẽ kêu. Và khách nó không thích lắm. Mà mình hãy luồn cái tay mình vào chân tóc mình đi. Không có vướng cái cọng tóc nào. Nếu giả sử vướng gì tóc cũng đau khách nè. Tất cả đều luồn vô trong. Đi. Cứ dịch dần, xoay tròn dần, xoay tròn dần. Lên đỉnh đầu. Đi lại lần hai. Đặt từng tay. Từng tay chứ đừng có thẻ ra luôn nha. Tay này vẫn còn đang giữ. Đặt. Đặt. Xoay tròn lại. Mọi người xem. Nhớ hai tay cân bằng nhau. Và đi số lượng 2 lần, 3 lần tùy theo thời gian các bạn muốn làm cho khách thôi. Đây là con đường thứ hai. Rồi, mình lật đầu khách nè. Mọi người giữ cái phần tay nè. Cái phần tay giữ cái tay gì, miễn sao nằm trên gối á, cái tay nó nằm như gì là được. Đây, nằm như nè. Xuông qua tay mình đây, vuốt tóc. Đối với khách nữ á, mình đỡ tóc xuông hướng vừa này hết để mình vuốt không bị vướng tóc. Rồi,
mình lật bên này nữa, mình hướng dẫn cho dễ nha. Đó, tay mình nè, mình lật cái tay mình hướng bên này luôn. Đối với tóc nữ mình phải vuốt tóc, chỉnh đốn tóc, không đỡ vướng nào trên cái phần gối để mình làm hết. Động tác thứ ba nè, huyệt cái chỗ huyệt ót của mình á, dây cái huyệt ót nè, chụm tay lại, hơi mở rộng một tí xíu, dây huyệt ót và nhích lần dần lên. Đó, cứ như vậy mà xoay dần, xoay dần, xoay dần, dịch dần lên tới đỉnh đầu. Nhớ là luồn tay vô chân tóc nha. Đó, tay này giữ, đừng có tra cái đầu khách, cái đầu đang gì ha. Mình đừng có tra thẻ ra thì cái đầu nó như gì rồi. Cho nên đang làm căng gì thì tay này nè, phải giữ cái đầu nên cố định như thế, không được thẻ ra đỡ tay này đi vô rồi mình hơi thẻ ra đỡ cho cái tay này dùng lực. Cứ như vậy mà mình đi lên, đi lên, đi lên 3 lần hoặc 4 lần tùy mình thích, thì từ đá cũng đi lên trên ót, trên đỉnh đầu. Con đường thứ tư là bên này. Tương tự nè. Mình cứ dang rộng các ngón tay ra. Đi nè, xoay tròn 1 2. Vùng nào mình cần, điểm nào mình cần tập trung mình xoay 4 hoặc 5 vòng, điểm nào không cần tập trung thì xoay 3 vòng ha. 2 3 dịch 1 2 3 dịch. Nam thì mình làm hơi dở hơn, còn đối với nữ mình phải luồn kỹ vào cái tóc hơn ha. 1 2 3 dịch lên tới đỉnh đầu. 1 2 3 dịch tới đỉnh đầu. Tới này. Đi lại lần 2, lần 3. Nhớ rè cái tay này phải giữ cái đầu cố định gì. Nếu mình thẻ ra cái đầu gì rồi thì không có đi được ha. Cho nên nhớ giữ. Cũng đi lại lần 2, lần 3 tùy. Rồi nghiêng qua bên này mình. Nhẹ nhàng thôi ha. Nghiêng qua. Và làm bên này tương tự. Đường thứ 2 và đường thứ 3. Đường thứ 2 nè. À quên, đường thứ 3 và đường thứ 4. Lên. Lên. Và lên tới đỉnh đầu. Đó. Rồi. Xong. Đường thứ 3, đường thứ 4 lặp lại bên kia tương tự. Rồi tiếp tục đường thứ 5 là chỗ đầu tai nè. 1 2 chỗ này nó có cái huyệt luôn cho nên mình dây thường hay 3 hoặc 4 lần nè. Rồi cứ dịch dần lên. Đó. Lên tới đỉnh đầu. Rồi tiếp tục mình đi lại lần 2, lần 3 tùy. Và cuối cùng là mình miết huyệt hốc mắt. Huyệt hốc mắt miết như sao? Cái tay mình chi rồi hả? Rồi mình đỡ gì cho thấy đúng không? Đây, sát bên cánh sống mũi nè, miết nè. Đây mình miết lại mọi người xem vị chi. Đây, mọi người nhìn thấy không? Đó, miết nè. Cứ tạp hai ngón cứ miết. Huyệt hốc mắt là cái con mắt nè, bên cạnh xương hốc mắt nè. Cứ miết ra gì từ cái cánh mũi, miết ra huyệt hốc mắt cứ như vậy luôn phiên ra thôi. Và ấn cái huyệt hốc mắt thì mọi người đơn giản lắm. Mọi người hãy ấn cái hốc mắt của mình á, mình ấn vô chỗ nào á thì mình làm mình cũng ấn vô cho khách chỗ đó. Mình làm mình cũng ấn vô cho khách chỗ đó. Rồi mình miết ra lại. Cứ mọi người cứ miết thử huyệt mắt của mình và ấn nè, ấn điểm đầu tiên là xét cái xương sống nè. À quên, xét cái xương cánh mũi. À, xương mũi nè, xương sống mũi, xét với xương sống mũi nè. Rồi cái tiếp theo là nhích ra một tí xíu nữa, ấn vào. Và ấn cái huyệt hốc mắt này là mình ấn nhẹ, giữ lâu thì sẽ thấm. Rồi soi dịu lại, miết ra, miết chân mày nè. Thẻ ra, miết chân mày và ấn huyệt màng tan. Ấn huyệt màng tan. Buông ra. Ấn huyệt màng tan. Rồi. Đứng dậy. Ấn huyệt trán nè. Mình cũng ấn từ từ thôi, từ 1 đến 10. Giữ, rồi thẻ ra từ từ chứ không vội. Ấn vô thấm sâu từ từ nè. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Rồi thẻ ra từ từ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 7, 2, 1 đó. Cứ ấn vô từ từ thôi. Ấn cứ nhích dần lên từng đốt tay thôi. Chứ đừng có vội vàng lên nhiều. Nhích lên dần rồi thẻ ra từ từ. Dịch nhích lên dần. Thẻ ra từ từ.
cứ như vậy mà lên ót, làm chậm thôi ha, cứ ấn từ 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 thấm sâu giữ, rồi thở ra cũng từ 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 lên tới đỉnh đầu. Con đường thứ hai các bạn có thể ấn từ đây lên này, cứ nhích ra một mắt tay, đây là lên một mắt tay. Còn ấn đường thứ hai là nhích ra một mắt tay, cứ việc ấn lên ấn lên ấn lên ấn lên ấn lên, rồi kết thúc đặt chỗ trái tim, đặt nhẹ thôi nha, đặt nhẹ cho đỉnh đầu nè, trên trán nè, và một tay cho trái tim, về nhẹ nhàng ra kết thúc bài skip đầu. Mình skip lại cho mọi người xem nha. Vô nè, mỗi đường mình sẽ đi một lần cho mọi người xem nè. Đó, rồi xong các bạn có thể đi lặp đi lặp lại số lần hoặc lặp lại một lần tùy vào các bạn muốn thích ha. Mình có thể thêm thêm các bạn một động tác nữa là massage phần ót nè, miết huyệt ót nè, chỗ huyệt ót chính giữa, huyệt ót bên trái bên phải và chính giữa, mọi người huyết huyệt ót và ấn huyệt ót nè, đây nè, ấn lên miết ấn giữ nè, cái tay mình ở dưới nè,
ấn hiệp ót lên, còn tay trên mình giữ xuống, ấn lên như vậy ha, về cái xu hướng kéo lên, ấn giữ kéo lên nè, rồi mình có thể dây nè, dây tròn vậy thôi nè, ở dưới phần dưới nè, có thể thêm thêm vào và dây 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 vậy tới đỉnh đầu. Ngoài ra mọi người có thể thêm động tác nào, mọi người có thể học hỏi thêm và mọi người biết thêm về thực hiện cho khách. Cái bài này giúp giảm đau đầu nè, giúp khách ngủ ngon, vân vân. Xong, chúc mọi người thành công.